Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với những diễn biến trong khuôn khổ EPL mùa 2021. Chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi cặp trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. Và tỷ số đang là 1-0 dành cho các thành viên của Sunil trước một đối thủ đang được đánh giá cao hơn, đó chính là LNG. Một pha thắng đến tương đối bất ngờ dành cho bên phía của Suning sau chỉ một tình huống giao tranh thắng ở tại khu đường giữa, nơi mà họ quét sạch được Lining mà không mất bất kỳ một ai, với một tình huống xử lý kỹ năng cá nhân vô cùng khủng khiếp đến từ cơ mưu của Bin. Một ván đấu mà tôi nghĩ rằng bên phía của Lining cũng đã có những sự toan tính, có những sự chuẩn bị cho khâu cấm và chọn, và họ đã sử dụng một chất tướng rất mạnh cho Tạc Giang ở khoảng thời gian ban đầu để có thể hạn chế tối đa cái tác động của Sọp đến với ván đấu với con bài Olaf. Tuy nhiên thì ở những khoảng thời gian ban đầu, anh ta không khai thác được quá nhiều những cái lợi thế dành cho đồng đội, mà bản thân anh ta khi mà tiến vào để kiểm soát sứ giả thì cũng gặp rất nhiều những cái rào cản, những cái khó khăn, và để rồi khi mất đi con sứ giả đầu tiên gần như họ bị triệt tiêu, mất điều kiện thắng và dẫn đến giữa trận họ đánh cực kỳ bị động, dẫn đến một bối cảnh nữa là Bin đã quá xanh sau những sai lầm đến từ bên phía của Lý Ninh. Và ván đấu với MVP tôi nghĩ rằng không rơi vào tay quái khác ngoại trừ cơ mưu của Bin. Đúng là như vậy, bởi vì Bin đã có một màn tỏa sáng không chỉ là với bốn màn hạ gục có trong khoảng thời gian đầu mà cái tình huống vừa rồi, việc mà anh ta bơi vào giữa của đội hình của đối phương nữa, chứng tỏ là cái khả năng ôm sát thương của anh ta đang có một sự vượt trội hơn rất nhiều so với lại những người đồng đội còn lại trong ván đấu trước. Và với cái móng vuốt nó tạo ra một lượng giáp ảo cực kỳ lớn và nó khiến cho Bin vẫn còn có thể tồn tại một khoảng thời gian khá lâu. Để coi ở trong ván đấu thứ hai, phía của LNG sẽ có sự thay đổi gì hay không, họ sẽ có những cái phương án gì mới cũng như cái sự bất ngờ hay không. Nhưng nếu như cứ tiếp tục thả con Camille như thế này, tôi cảm giác là bên phía của Suning họ vẫn sẽ tiếp tục chọn con Camille mà thôi. Tại vì Bin đánh rất là quen với những cái kèo mà con Camille bị đánh giá là thấp hơn một tí rồi, đặc biệt là với kèo với Zac, chắc chắn là Bin đã gặp rất là nhiều rồi với một người mà chơi gọi là có thể gọi là một boy one charm Camille ở khu vực trên bên phía của Suning. Thì cái câu chuyện Camille đụng độ với là Zac đối với Bin nó đã quá dễ dàng và cũng như là đã trong tính toán của anh chàng là, cho nên cũng sẽ tương đối khó. Chắc chỉ có một cái câu chuyện là cấm Camille thì cái đó chúng ta mới thấy là sẽ không có trường hợp Bin có được con Camille mà thôi. Đã có nhiều nạn nhân trong kèo đấu giữa Zac cộng với Camille. Kèo đấu gần nhất mà tôi nhớ của Suning với con bài Camille của Bin chính là con bài Zac của Trinh Thiên. Toby Sport cũng đã có một ngày mà họ sẵn sàng sử dụng kèo đấu giữa Zac và Camille để có thể đánh đôi câu khu vực cánh trên với Suning, và để rồi dẫn đến cái kết là Trinh Thiên hoàn toàn bị outland khỏi khu vực đứng trên khi mà anh ta thua kèo quá nặng so với Camille. Ngày hôm nay thì ít nhất là Allen nhận được sự hỗ trợ đến từ Tạc Giang tương đối nhiều ở khoảng thời gian ban đầu, và chênh lệch lính thực ra cũng không đến mức gọi là khủng khiếp, nhưng sau những sai lầm để bị hạ gục bởi những pha gank của Sọp cộng với sai lầm trong việc để Bin có được một cú triple kill sớm ở tại khu vực sứ giả đầu tiên đã dẫn đến bối cảnh là Ale không hề có tiếng nói trong ván thi đấu vừa rồi. Anh ta liên tục bị hỏi thăm và chính anh ta là những sai lầm đây là sai lầm đầu tiên mà Ale phạm phải. Chính việc mà anh ta bị nằm xuống dẫn đến bối cảnh là bên phía Lining đã không thể nào có được sứ giả, và sau đó là một cú triple kill dành cho Bin, thì nó đã khép lại cái kết quả trong kèo đấu giữa Camille và Zac ở khâu đầy lẻ rồi. Đây là cái tình huống mà Sọp cũng câu kéo được một khoảng thời gian nè. Anh ta là người bị mất cái nội tại, đó là cái phân bào, nó khiến cho cái tình huống đó Zac đã rất nỗ lực trong cái việc gọi là nhảy vào và cố gắng hạ gục cho bằng đường Sọp để kiếm một mạng hạ gục, rồi sau đó cái siêu nhớ thế đáp xuống nó câu kéo thêm một khoảng thời gian nữa. Bin trong tình huống đấy anh ta không bị chính tới bất cứ một cái gì ngoại trừ cái siêu nhớ thế ra, đó là một trong những cơ hội rất tốt cho Bin có thể tìm được cái chiếc mục tiêu cho mình. Còn trong pha này thì không cần nói nhiều, với một đội hình ở trong giai đoạn này tôi cảm giác cái sát thương nó vẫn chưa thuộc dạng là đột phá lắm để bạn có thể tác động lên người ở giai đoạn hiện tại đã có một sự hồi phục, và đặc biệt là khả năng hồi phục đến từ một con Camille là quá khủng khiếp rồi. Thì thời điểm đó là thời điểm mà tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đến từ một con Camille ở trong một pha đánh Bin đều đã xử lý được hết và anh ta vẫn còn sống. Đó là một trong những cái điểm đáng chú ý ở trong pha đánh vừa rồi. Bạn giết 4 và bạn vẫn còn tồn tại trên bản đồ là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Và có vẻ như tân binh LP của Lining ở trong ngày thi đấu này anh ta đã không trình diễn tốt. Anh ta đang hơi choáng ngợp với cái khả năng đi đường của Suning ở tại khu vực đường dưới. Zic của Hoan Phương đã có một khoảng gian đi đường cực kỳ thuận lợi với chỉ số lính chênh lệch của anh ta so với tân binh LP của Lining lên tới từ 30 cho đến 50 chỉ số lính ở đoạn giữa trận. Rồi chưa kể là những tình huống di chuyển sai lầm đến từ LP cũng bị bên phía Suning khai thác. Sau hai lần nằm xuống thì các bạn thấy rằng lượng đồ đến từ bên phía của xạ thủ Lining đang là tương đối thiếu hụt trong pha giao tranh cuối cùng. Anh ta bắn hoài, bắn mãi không thấy Bin lên bảng điểm số. Mặc dù Bin thì xanh thật đấy, nhưng cái khả năng chống chịu đến từ Camille nó cũng không hẳn là quá tốt khi Bin thậm chí thời điểm đó anh ta còn chưa hoàn thành giày thép gai. Nhưng lượng sát thương đến từ Aphelios bắn hoài, bắn mãi không thấy có đam. Và để rồi khi mà lượng sát thương không đủ để hạ gục được con Camille của Bin thì Bin đã gây một lượng sát thương khủng khiếp trong phao tranh đó, dẫn đến Lining lãnh chịu một phao tranh thua và để mất cả một ván đấu. Tôi nghĩ rằng họ có thể sẽ cân nhắc đánh lại một chiến thuật khác ở ván thi đấu thứ hai nếu như xác định rằng đã không có những đối pháp dành cho
còn bài Camus hay nói cách khác là không có những cái điều kiện thắng được đặt lên cánh trên thì họ có thể đánh xuống cánh dưới của mình để hỗ trợ thêm cho LP ở khâu đi đường, và anh ta sẽ là một trong số những cái nguồn sát thương lớn nhất cho đội bên phía Gliding ở cái giai đoạn giữa trận. Tôi nghĩ rằng nó có thể sẽ là một chiến thuật mà họ hướng đến ở ván thiếu thứ hai, thay vì việc cứ cố chấp đánh đôi công với Suning tại cánh trên trong một kèo đấu mà Ale đã không thể nào có đủ sức để thắng nổi Bin. Và chúng ta nên nhớ là Tạc Giang không phải lên một lần mà Tạc Giang lên rất là nhiều lần, với kết quả vẫn như thế mà thôi. Mới nói xong cắm rồi, cắm con Camille rồi, cắm hợp lý dành phía của LNG. Để coi những sự lựa chọn cắm sau đến từ các của LNG sẽ là con bài gì nữa đây. Nhưng mà nên nhớ vẫn còn đó một con quen hiện tại vẫn chưa nằm trong những cái sự lựa chọn cắm đến từ các thành viên của Suning cũng như là LNG. Suning chắc là sẽ giữ nguyên ma lực cắm ở trong ván đó đầu tiên, tại đó là ván mà bọn họ thắng tuyệt đối, nên không có lý do gì để họ phải đưa một con tướng nào hồi nãy ở phía của LNG để vào lực ban của họ cả. Họ đang rất thoải mái ở trong cắm và chọn, còn trong khi đó thì LNG đã có sự thay đổi nhẹ nhẹ. Zeke với lại Camille trong ván đấu trước đã bị nằm trong lực cấm, như vậy là còn Xin Dao, Lee Sin, còn Quen. Đó là ba con tướng mà tôi cảm giác như có thể sẽ có sự giành giật nhẹ đến từ LG cũng như Suning. Và với việc ở trong giai đoạn này, Suning chưa gặp bất cứ một cái khó khăn gì. Như vậy là cắm stress à? Họ vẫn đang có một cái niềm tin, đó chính là LP sẽ có thể đánh lại cái kèo Aphelios và con Cress sẽ là chơi hỗ trợ chứ không phải là một con Galio khu vực đường dưới không có nhiều tác dụng lắm, cái mức độ ảnh hưởng của nó cũng không có bao là bao nhiêu cả. Họ chọn một con Galio để sẵn sàng cho một cuộc chiến ở khu vực đường dưới với khả năng tác động cực kỳ mạnh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó là tôi cảm thấy Jessop ở trong khoảng thời gian đầu cũng không có làm nhiều điều lắm ở khu vực đường dưới, chỉ đơn giản là một pha găng. Rồi sau cái lợi thế pha găng đó xong thì hoàn toàn để cho con Zeke cũng như là người đồng đội của nó là con tôi không nhớ rõ lắm, đã đủ để có thể hỗ trợ cũng như là tạo được một lợi thế vô cùng lớn. Như vậy là LG quyết định lấy con Xin Dao là một power pick, còn trong khi đó thì Lee Jin cũng như là Quen sẽ là hai con tướng hỗ trợ cũng như là kết hợp lẫn nhau. Đây là cái kèo mà chúng ta đã thấy rất là nhiều lần rồi. Khi mà Xin Dao chọn bên này thì Suning thì đội ngược lại họ sẽ chọn một Lee Jin và một Quen. Nhưng mà nó vẫn sẽ là một con tướng tủ dành cho sọc, dành cho pin ở khu vườn trên, còn sọc cũng sẽ được sử dụng con tướng tủ của mình. LG vẫn đang, như vậy là đây là một đội hình họ đang muốn đầu tư cho hai mục tiêu. Đầu tiên có thể sẽ một con Aphelios nếu như mở xanh ở trong khoảng thời gian đầu cũng như là cái đường dưới thuận lợi, hoặc họ sẽ chuyển sang một con Xin Dao với khả năng gây sát thương lỗi dựa trên cái lượng trang bị cũng như là khả năng chống chịu đến từ một con Xin Dao trong khoảng thời gian gần đây, với cái môn meta lên đồ ban đầu là chỉ huyết, sau đó là có thể lên trang bị theo dạng chống chịu nhất định trong con Xin Dao. Còn Suning họ đang muốn có lợi thế ở giai đoạn đi đường dựa trên cái lượng sát thương được tạo ra đến từ Quen cũng như khả năng đẩy lính đến từ Quen, rồi sau đó là Varus khu vực đường dưới. Nếu như con Varus này có được thêm một hỗ trợ ưng ý nữa, ví dụ như một Leona chẳng hạn, cảm giác tương đối khó dành cho một Aphelios ở khu vực đi. Nếu như bạn muốn có một khoảng thời gian phân hòa ở trong giai đoạn đầu của ván thi đấu không có stress thì cảm giác như Aphelios sẽ không có nhiều vị tướng hỗ trợ lắm để có thể kết hợp và đè được đường của một con Varus ở phía bên kia. Còn trong cái đó thì Suning lại khác hoàn toàn. Suning đã có ba con tướng, bây giờ đi cùng với lại kèo nào thì cũng cảm giác thoải mái cả. Đặc biệt là con Quen khu vực đường trên, nếu như đụng độ với lại Seth thì bạn sẽ thoải mái thôi, khả năng đẩy lính của bạn có mà. Đối thủ sẽ phải lên những ngưỡng trang bị nhất định để có thể có được những cái thủ đẩy ngược lại. Còn trong cái đó Quen chỉ cần dựa vào chiếc tướng của mình để có thể giành được những lệ thắng cao mà thôi. LG khi này họ cấm Rai à, họ quyết định là không cho Rai xuất hiện ở trong ván thi đấu thứ hai luôn. Hồi nãy thì Suning, còn bây giờ là tới được Rai, sẽ không có Rai xuất hiện trong ván thi đấu này. Và Suning cũng đang cấm những con tướng có thể đi kèo khá là dễ thở với con Quen khu vực đường dưới, và họ cũng đang muốn gọi là hạn chế cái sự phòng thủ khu vực đường dưới, tránh những tình huống LG sẽ tạo ra một bức tường thành đủ chắc chắn để giúp cho con Aphelios ở khu vực đường dưới có được cái khả năng farm dễ thở. Thì Suning để coi ở trong sự lựa chọn tiếp theo của họ, họ sẽ định chọn con tướng gì. Còn LG chắc là vẫn nhắm khu vực đường giữa thôi, bây giờ lane đã có hết rồi thì chắc là sẽ nhắm khu vực đường giữa hoặc là khu vực hỗ trợ thôi, hoặc là một trong hai. Quyết định của LG họ sẽ lấy Rakan ở khu vực đường dưới, một con tướng có thể kết hợp tốt với lại Varus. Nhưng mà không có Rakan chúng tôi lấy đâu nè, nó đơn giản như thế mà thôi. Và Suning có một cái niềm tin là có thể Icon không nắm con Lulu này, có thể chuyển sang cho Lê đường trên cũng được, hoặc là có thể mang ở trong vai trò hỗ trợ. Nhưng mà khi mà bạn đã bích một con Leona, bích một con Varus rồi thì cái niềm tin rất lớn nhìn trên phía của Suning đó là tỷ lệ cao là có thể con Lulu này sẽ không đi ở trong vai trò hỗ trợ, chỉ có trừ trường hợp đi đường giữa hoặc là đường trên mà thôi. Và Linus Sport hiện tại họ đang muốn có một con Kennen, họ đang muốn tiếp tục gia tăng cái khả năng tấn công của mình lên bằng cách có được một con Kennen với khả năng mở ra rất là tốt ở khu vực đường trên nữa. Đây là một con tướng hợp lý, ít nhất là cái xả tay dài á, nó sẽ hạn chế đi những tình huống gọi là bạn phải tay đôi với một con tướng mạnh như là Quen. Con Quen là con tướng mà kích chinh phục rất là lẹ, khả năng tấn công rất là tốt, mọi chuyện đều đang ổn thỏa cho một con Quen ở khu vực đường trên. Anh Tùng đâu ta?
thì sự lựa chọn tiếp theo đến từ LG, họ vẫn đang trung thành với con Galio. Stress đã bị cấm, Galio vẫn là sự lựa chọn hợp lý dành phía của LG với khả năng tự phòng thủ của nó. Anh Tùng nói chưa? Alo. Ok, tôi đã bắt đầu có thể gọi là bắt nhịp lại với game đấu này rồi. Và chúng ta sẽ đến với lựa chọn cuối cùng dành cho bên phía của Suning. Lựa chọn cuối cùng thì quyết định của Suning là Orianna. Như vậy chúng ta đang chứng kiến một ván thi đấu mà có vẻ như đội hình đang khá quen thuộc đến từ cả Suning lẫn cả bên phía của Liên. Có một con bài Kennen hôm trước tôi thấy bên phía của BBU đã dùng một lần. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục thấy có một con Kennen nữa xuất hiện ở tại khu đứng trên của LNG trong tay của anh chàng Ale trong kèo đấu với Gwen. Với đội hình đang có Xin Zhao, Lulu cộng với Aphelios và Kennen, đây là đội hình có khả năng giao tranh tổng cực kỳ mạnh đến từ bên phía của LNG. Trong khi đó thì Suning cũng đang hướng đến một đội hình có được cái khả năng đi đường rất tốt với Varus khu đường dưới, Leona cộng với Gwen khu vực cánh trên. Với những cái vị tướng mà bên phía Suning đang sở hữu, tôi nghĩ rằng họ sẽ hướng đến cái khả năng đầy lẻ dành cho Bin. Và Sọp có thể sẽ lựa chọn ở khu vực cánh trên làm điều kiện thắng của mình trong ván thi đấu này. Nhưng nếu như đường dưới Suning đánh một cách xuất sắc và có được lợi thế không đi đường dành cho Han Feng cũng như là On, thì tôi nghĩ rằng Suning cũng có thể có nhiều lựa chọn hơn trong ván thi đấu này để có thể chiếm được ưu thế từ dạng đi đường trước các thành viên bên phía của Li Ning. Và đó là điều kiện thắng của họ, bởi vì nếu đánh ra trên tổng tôi có cảm giác như đội hình bên phía của LNG là đội hình cực kỳ mạnh. Ván thi đấu thứ hai sẽ là ván thi đấu mang tính quyết định dành cho bên phía của LNG. Tại vì bạn chỉ gặp đối thủ đúng một lần mà thôi, và cơ hội để cho bạn gỡ là không có. Cho nên họ sẽ làm tất cả gì có thể để giành chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ hai này. Với những sự lựa chọn và họ vẫn tự tin là con Aphelios dành trong tay KB vẫn sẽ có được những cái tiền đề tốt, vẫn sẽ có được những cái lợi thế tốt. Nhưng vấn đề nó sẽ nằm ở giống như trang như ván đầu tiên, đó là đừng để thua kèo đường trên. Bây giờ kèo đường trên đang là kèo rất là khổ, mà con quen thì nó mạnh một cái, con Aphelios khó bắn lắm. Cho nên chắc là vẫn sẽ câu chuyện cũ, Ale đừng viết quá. Khi đó thì bên phía của LNG sẽ dễ để có thể chơi hơn và dễ để có thể sơi hơn. Nhưng mà nên nhớ đây là một kèo thi đấu mà LNG đang muốn đầu tư hẳn cho Tạc Giang cũng như là LB. Đây là một cặp đôi khá là khỏe, những tình huống bơi vào tấn công và có thể gia tăng thêm cái lượng sát thương cũng như là khả năng tấn công và đặc biệt là phòng thủ của mình dựa trên một con Lulu khả năng búp của nó. Ván thi đấu thứ hai của đụng độ giữa Li Ning và Suning chính thức được diễn ra với bối cảnh là Suning đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Chỉ một ván thắng nữa Suning sẽ có được điểm thứ 7 của mình ở tại LPL mùa này. Nhưng rõ ràng Li Ning đang sở hữu một đội hình đánh vô cùng khó chịu khi họ chấp nhận một khởi đầu rất chậm với Lulu, với Xin Zhao và Aphelios, những mẫu chất tướng có khả năng tăng tiến sức mạnh rất tốt khi có lượng trang bị. Và Suning thì họ cần phải làm được nhiều thứ hơn ở khâu đi đường để có thể hạn chế sức mạnh đến từ bên phía của Li Ning. Một tiếng thiên đình kiếm chuẩn xác đến từ On. Nó lấy đi một lượng máu khá khá đến từ LB. Tôi cảm giác hài lòng, với những gì mà hồi nãy bên phía của Suning họ làm. Tại vì đây là một cái pha mà bạn sẽ khiến cho đối phương một lượng máu khá khá. Khi đó trong cái giai đoạn đi đường á, mức độ khó sẽ bị nâng lên rất là nhiều. Và LB với lại Kiriya lại là hai người di chuyển ra sau nữa, nó sẽ khiến cho kèo này cảm giác tương đối khó trong khoảng thời gian đầu dành cho LB rồi. Còn trong khi đó Sọc anh ta một mình đơn phương độc mã để thể lấy được con bùa đỏ. Còn ngược lại Tạc Giang cần đến sự hỗ trợ đến từ hai người đồng đội của mình để có thể lấy cho mình được con bùa đỏ. Một tình huống mà hai bên đều đã chuẩn bị hoàn thành xong được cái bảo vệ đường đầu tiên của mình và chuẩn bị hướng đến những bảo vệ đường thứ hai. Còn kèo đường trên, Bin với cái xả tay ngắn hơn, anh ta đang gặp tương đối khó với khả năng cấu rỉa đến từ Ale. Chất tướng đang khiến cho Ale cực kỳ tự tin với những pha trao đổi từ xa. Tuy nhiên thì anh ta sẽ là người để lính thua so với Bin. Nhưng nó cũng không phải là một lợi thế cho Bin nữa khi mà có lẽ anh ta chỉ cố gắng để lính để lên cấp độ 2, tránh việc để cho con Kennen nó áp lực quá nhiều ở khâu đi đường. Nhưng anh ta cần phải kiểm soát được lính thật tốt, tránh việc để lính đẩy ở góc cao như vậy, vì dòng rừng đầu tiên mà Tạc Giang hướng đến sẽ là vòng rừng ăn từ dưới lên. Trong khi đó thì Sọp lại ăn từ trên xuống, tức là sau khi vòng rừng đầu tiên khép lại thì cái khả năng cover đến từ Sọp dành cho Bin là không phải quá cao. Mà bản thân anh ta với một con quen không có tốc biến cần phải tự lo liệu cái số phận của mình ở trong khoảng thời gian ban đầu. Kèo đấu khu đường giữa sẽ là kèo đấu tôi nghĩ rằng cố gắng farm hòa đến từ Orianna cũng như là cả Lulu mà thôi. Khả năng cấu rỉa đến từ sải tay dài cộng với chiều airy của Ale đang khiến cho Bin gặp rất nhiều vấn đề. Đúng là nhây vậy ơi. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ đó chính là cái pha đẩy ngược lại đến Ale nó không có, nó khiến cho Bin vẫn đang rất thoải mái trong cái công cuộc đẩy lính của mình ở khu vực đường trên. Chưa kể đến Bin xách theo cái khiên Nora nữa, nó khiến cho khả năng hồi phục đến từ Bin nó vẫn có và nó sẽ hỗ trợ một phần nào đó cái lượng máu hồi nãy đang bị đẩy đi rất là nhiều đến từ Ale. Hình như Ale đang muốn có pha solo kill thì bạn có thấy một huống dấn lên khá là sâu và bầu đi một lượng máu khá khá đến từ Bin, nhưng mà Bin vẫn chưa nằm xuống. Còn trong cái đó kèo khu vực đường dưới với cái pha vừa rồi, LB tốn một lượng máu rồi anh ta còn phải là người phụ rừng, nó khiến cho cái thế ép lính ở bên trong trụ là một câu chuyện dễ hiểu dành cho LB cũng như là Kiriya mà thôi.
Với vòng dương như thế này thì có lẽ như cả Tạc Giang lẫn cả Sọc đều sẽ không có những tình huống đụng độ nhau sớm. Và cái cơ hội tấn công dành cho cả hai thì để xem Tạc Giang có tấn công được Bin khu đứng trên hay không, khi mà Bin đang đẩy rất cao. Bin đang có dấu hiệu muốn reset với lính và anh ta đã làm được điều đó. Một lính cũng đang không phải là quá xấu để cho Bin có thể tiếp tục farm khu đứng trên một cách an toàn, tránh việc bị ganh sớm bởi sinh ra của Tạc Giang. Và Tạc Giang cũng thừa biết là anh ta sẽ không có nhiều cơ sở nếu tiến lên khu đứng trên, nên anh ta quyết định lùi về để farm cho mình vòng rừng với bãi cái rừng cuối cùng là bãi cóc. Còn Sọp thì dừng lại ở con cua dưới với 28 chỉ số các rừng thì anh ta đang tiến xuống để có thể uy hiếp đôi chút vào một đường dưới đối phương. Nhưng rõ ràng là cơ sở để ganh dành cho Suning cũng không phải là quá rõ ràng. Ừ, vẫn ra là cái thế thủ đến từ cả hai đội vẫn chưa thấy bất cứ một dấu hiệu gì để nỗ lực cả. Và Tạc Giang hình như cũng đang muốn pha bọc hậu, nhưng mà cảm giác tương đối khó. Một con mắt được cắm, nó không, xin lỗi bạn, là không có con mắt được cắm để có thể kiểm soát được cả. Nhưng có lẽ như Tạc Giang cũng không nghĩ là mình sẽ có thể đủ cái khả năng để có thể đeo bám chắc được vào người của đối thủ bên kia. Nhưng mà khả năng lùi về đối thủ Bin vẫn còn, và Bin chắc là vẫn còn giữ kỹ năng nhảy bay của mình, cho nên rất khó để bạn có thể có được những tác động mạnh ở cùng đường trên. Và trong cái đó thì đường dưới, chắc câu chuyện kịch bản nó vẫn sẽ như vậy mà thôi. Cặp đôi Varus với lại Leona vẫn đang là cặp đôi có một cái thế tốt hơn nhờ vào giai đoạn đi đường ra đường sớm hơn một xíu so với lại đối thủ. Lượng chỉ số farm là điều để có thể khẳng định điều đó khi khoảng cách 10 lính đang là khoảng cách giữa Hanfeng với Leo Bin. Và quay trở lại tấn công O đang bị yêu khích, và cậu Hanfeng tương tự giống như thế. Hanfeng đang muốn có một màn đã sát thương ngược trở lại, và anh ta đang có những pha cấu rỉa khá chắc cú. Nhưng Ebi là người lợi máu trong tình huống đó, và đặc biệt ta cũng đã lên được sớm cấp độ rồi. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là ván thi đấu rất chậm đến từ cả hai bên. Với đội hình có khả năng giao tranh tổng mạnh thì Leaning đang tiếp cận ván đấu với một tâm thế sẵn sàng đánh về lâu về dài với Suning. Với Shinja, Lulu cộng với Aphelios và Kennen, đây là đội hình có khả năng giao tranh tổng cực kỳ mạnh, và Galio của Kedaya cũng sẽ là một công cụ giúp cho họ có thêm một chiêu cuối rất mạnh trong giao tranh tổng với thời gian hồi chiêu tương đối lâu. Còn đối với Bin thì anh ta về nhà và chấp nhận dùng luôn cả tốc hành để trở lại khu đường trên, tránh việc bị mất đi những chỉ số lính. Hiện tại chiến lược lính khu đường trên đang nghiêng về cho Ale nhiều hơn trong một kèo đấu mà anh ta có được lợi thế về mặt chất tướng. Với đội hình bên phía Suning thì họ cũng rất khó để có thể triển khai những pha tấn công sớm. Cụ thể thì Lee Sin cũng cần cấp độ 6 để có thể thực hiện những pha gank một cách áp lực hơn. Các đường bên phía của Suning ở tại khu gank trên với Orianna cộng với Gwen đều không có được những hiệu khống chế cứng trước cấp độ 6 để có thể thực hiện những pha gank. Và vì vậy ở khoảng thời gian ban đầu sau khi vòng rừng đầu và vòng rừng 2 khép lại, tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để có thể xuất hiện những pha đánh nhau. Đây cũng chỉ là tình huống di chuyển cắm mắt đến từ Tạc Giang sau đó rút lui mà thôi, anh ta không có định xâm lăng vào phần rừng bên phía Suning quá sâu. Tạm thời chắc chỉ là những tình huống cố gắng lên để cái chiêu cuối đến từ cả hai đội. Khi mà chúng ta nhìn vào đội hình bên phía Anh Chi cũng như Suning đều đang cần cái cấp độ 6 để có thể có được cái kỹ năng cuối cùng của một con tướng xuất hiện ở trên toàn bản đồ. Sọp ý pha đánh này hơi sai đến từ Sọp, và chắc chắn là ta sẽ phải trả giá rồi. 2-1, không có cửa cho Sọp. Sọp ui mạng chiến đấu đầu dành cho hỗ trợ đến từ các thành viên của LNG ở khu vực đường giữa của một tướng xoáy đến từ Angel. Anh ta đang liên tiếp muốn ép đi cái phép hỗ trợ tóc đến từ Icon, nhưng có lẽ như đã fail hoàn toàn. Còn trong khi đó thì cánh ngược lại, hãy nhìn LNG đang có được lợi thế về mặt dân số ở khu vực nửa cánh dưới. Đó cũng là lợi thế giúp cho Tạc Giang không chỉ có được con cua mà anh ta sẽ còn có được thêm con rồng ở trong cái khoảng thời gian đầu này nữa. Một mà hai cuộc chiến công đầu cộng với đó là một cua và một rồng dành cho các thành viên Leaning. Đó là một tình huống bắt bài di chuyển rất tốt đến từ bên phía của LNG, và cũng là một pha di chuyển mà Sọp đã không có đủ cái lượng tầm nhìn trước đó. Kedaya là người di chuyển trước so với On ở lần về nhà đầu tiên, và điều đó giúp cho bên phía của Leaning đã có được một pha di chuyển bắt bài rất tốt, pha di chuyển của Sọp. Hiện tại thì Shinja của Tạc Giang đã cấp độ 6, anh ta tiếp tục di chuyển lên phần rừng cánh trên để ngăn cản những pha cướp rừng của Sọp. Rõ ràng là phần rừng bùa đỏ của anh ta vẫn còn hai bãi là bãi bùa đỏ cộng với bãi người đá, nhưng Tạc Giang quyết định là sẽ không để mất đi những bãi bãi rừng tại khu vực cánh trên. Sọp biết điều đó, anh ta cũng không có định di chuyển vào phần rừng để cướp khi thấy Tạc Giang di chuyển ngang khu vực đường giữa về. Và điều đó sẽ là một lợi thế được đảm bảo cho bên phía của Leaning, là họ không có những cái giá phải trả cho tình huống tấn công vừa rồi. Nằm xuống một lần, rút kinh nghiệm, không muốn nằm xuống thêm lần nữa vào tình huống băng trụ. Xin lỗi các bạn, đó là cướp rừng một cách vô cớ rồi sau đó phải trả giá bằng một mạng hai cục nữa. Đây là thời điểm mà con Shinja đang có được điểm kinh nghiệm nhiều hơn tí xíu so với lại Sọp ở phía cánh còn lại. Còn trong khi đó, trải qua một khoảng thời gian, các đường ở thời điểm này có lẽ như khu vực đường dưới là một cái sự chênh lệch nhẹ. Xin lỗi các bạn, là cái sự chênh lệch nặng nhất so với lại tất cả các đường nếu như so sánh cả hai bên, khi mà hiện tại đang là 72 chỉ số lính về đội Hoàng Phân, 74 so với lại 54 phía bên kia. Đó là khoảng cách 20 chỉ số lính, một khoảng cách nó tương đối là chấp nhận dành cho Hoàng Phân. Nó có thể là nhỉnh hơn nếu như có sự hỗ trợ từ Sập, nhưng với 20 chỉ số lính thì nó bằng một mà hạ gục rồi, cho nên chắc chắn là Hoàng Phân hài lòng với những gì đang diễn ra ở ngay khu vực đường dưới mà thôi. Nhưng trong khu vực rừng thì Sọp đang chịu rất nhiều những cái thiệt thòi so với Tạc Giang.
các đường bên phía Suning cũng không có đường nào có được lợi thế một cách quá rõ ràng để có thể hỗ trợ thêm trong việc triển khai tấn công cả. Sọp đã có đầu 6 nhưng những gì anh ta có thể làm được là di chuyển cướp rừng ở phần rừng bùa đỏ của Tạc Giang và chấp nhận việc buông bỏ đi hai mục tiêu lớn đầu tiên trong ván đấu, chính là một con sứ giả cộng với con rồng nguyên tố đầu tiên của ván đấu. Sứ giả được Tạc Giang kiểm soát rất dễ dàng và anh ta quan trọng là muốn triệu hồi nó khúc đường nào mà thôi. Thực ra thì bên phía Suning không thắng đường nhưng họ cũng chưa để thua quá nặng ở bất kỳ khu đường nào cả. Không có một khu vực đường nào bên phía của LNG có thể lấy được nhiều lớp giáp trụ để hỗ trợ thêm cho việc triệu hồi sứ giả của Tạc Giang. Và để xem bên phía của Lining có ý định tập trung đông người ở một khu vực đường nào để triệu hồi sứ giả hay không. Hiện tại thì có quá nhiều cơ hội để cho Tạc Giang có thể thả con sứ giả khai đất của mình ra ở các đường. Có thể bỏ qua khu vực đường giữa, khu vực đường giữa thẻ kênh chắc là theo dạng hỗ trợ, cho nên ta cũng sẽ không cần nhiều mặt kinh tế lắm, có thể thả khu vực đường giữa đường trên. Hai đường mà ở trong giai đoạn hiện tại bên phía của LNG có được những cái tỷ lệ ổn nhất định, và đặc biệt cũng cần thêm những lượng kinh tế để có thể có lượng sát thương carry chính ở trong một đội hình như là một Kennen hay là một Aphelios ở khu vực đường dưới. Đặc biệt là khu vực đường dưới hiện tại đang bị thua về mặt lính. Nếu như không có sự tác động đến là Tạc Giang, tôi cảm giác tương đối khó để cho bên phía của LNG có thể cải thiện cái khoảng cách lính giữa LB và Hoanfen phía bên kia lắm. Nếu như có được con sứ giả khai đất ở khu vực đường dưới, một phần đó kinh tế sẽ được cải thiện và khi đó LB sẽ đỡ gặp khó khăn hơn tí xíu. Nhưng có một câu chuyện ở đây, đó là bạn sẽ làm điều đó bằng cách nào? Bằng một tình huống tác động đủ mạnh bằng cách là dứt điểm cho mình được virus rồi sau đó thả sứ giả khai nước hay chăng? Đó có thể là một ý định. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ đó là nếu như con virus thì giữ khoảng cách quá tốt thì tôi cảm giác như nó vẫn tương đối khó để bạn có thể tìm được những lợi thế vô cùng lớn. Đây, một pha đánh mà, một pha muốn bắt cho bằng được tóc biến lấy tóc biến. Tạc Giang vẫn còn đóng cửa tóc biến nhưng ta quyết định là không dí theo. Ý định rất rõ ràng đến từ phía của LNG và họ đang muốn thả một sứ giả khai nước xuống khu vực đường dưới. Còn đường trên hình như tôi thấy chuẩn bị có một pha xe chỉ luồng kim hay chăng? Không, quyết định của Bin là dừng lại rồi. Vẫn còn đó tốc độ sắp xếp cộng với tốc biến và chiêu cuối đến từ Ale và quyết định đưa ra đến từ Bin là chỉ dừng lại tìm một trao đổi chiêu thức mà thôi. Sau phát hiện ra Tạc Giang khu cánh dưới, Tạc Giang đang kêu gọi những đồng đội đánh hổ báo hơn để có thể tìm kiếm sai lầm của Suning. Nếu như họ thành công trong việc hàng của Hoanfeng trong pha vừa rồi, nó sẽ là thêm những lớp giáp trụ đến từ sứ giả khiến đất được triệu hồi của anh chàng Tạc Giang. Nhưng sự tỉnh táo đến từ Hoanfeng giúp cho anh ta ít nhất đảm bảo được tính mạng. Và xét chung về cái nhịp farm thì anh ta là người farm cũng không hề tệ một chút xíu nào cả, với 102 so với 85 của anh chàng LV phía bên kia. Việc đổi tốc biến giữa Kedaya cũng như Hoanfeng cũng là một cái pha trao đổi mà tôi nghĩ rằng cả hai bên đều hài lòng cả. Kẻ đối khu đường trên đang có phần nghiêng về cho Ale nhiều hơn về chỉ số lính và anh ta đang là người farm dẫn trước đôi đó khoảng chừng 2 đợt lính hơn so với những gì mà Bin đang có. Đường giữa cũng là một thế trận tương tự khi mà Icon cũng đang có được một khâu đi đường tương đối thuận lợi trước Orianna của anh chàng Angel. Và tôi nghĩ rằng với cái điều kiện thắng được đặt ra trong ván thi đấu này của Li Ning, họ đang có được một khởi đầu như mong muốn. Họ không muốn đánh một ván đấu quá vội vàng với bên phía của Suning. Những gì họ cần làm là kiểm soát những mục tiêu như rồng hay sứ giả và hướng đến khả năng tăng tinh tổng ở giai đoạn giữa và late game. Trong khi đó thì Suning cũng có một cái tình cảnh có thể gọi là tương tự, khi mà hiện tại họ cũng không muốn có những tình huống giao tranh một cách quá cố chấp là sau đó phải nằm xuống. Bởi vì đây là một giai đoạn mà con virus này chưa có tích được một cái lượng năng lượng nhất định để có thể đáng có được cái kiếm mana moon, hoặc là hãy nhìn vào khu vực đường giữa arena ở trong giai đoạn cũng chưa có được cái ngưỡng trang bị thần thoại, nó khiến chất lượng sát thương trong những pha xoáy đến từ Angel nó không đạt đến đỉnh. Cho nên Suning cũng không muốn những tình huống giao tranh một cách cố quá, sau đó quá cố, rồi sau đó có những cái tai nạn xảy ra không như mong muốn, thì khi đó bạn rất là khó có thể lật ngược lại. Nên nhớ đội hình này của Suning họ khá là giàu và sát thương phép, và hai sát thương phép của họ đều là hai sát thương phép gọi là cần đồ. Cho nên nếu như bạn giao tranh, bạn mắc sai lầm, cái đường của bạn bị thọt theo, thì khi đó ngưỡng trang bị sẽ là một trong những vấn đề rất khó nan giải đến từ các thành viên của Suning khi càng ngày càng bị mà bạn càng bị chậm đồ hơn so với lại đối thủ bên kia chiến tuyến. Tôi đang thắc mắc rằng bên phía của Suning có định đánh sứ giả hay không? Rõ ràng là nếu đánh không chính xác đánh rồng thì đúng hơn. Nếu đánh rồng họ sẽ gặp bất lợi, Sọp vừa mất nộ long cước. Tạc Giang quá thoải mái cho anh tướng băng vào như vừa rồi, anh ta có đủ sự tự tin để làm điều đó khi mà đường giữa của anh ta là một con Lulu còn khổng lồ hóa, hỗ trợ của anh ta đứng kế bên là một Galio còn siêu dáng thế, và đứng trên Suning cũng đã không còn dịch chuyển nữa. Bin không có dịch chuyển, Ale thì có. Việc đánh cánh dưới đối với bên phía của Suning là một bất lợi và Sọp đã hiểu điều đó khi anh ta quyết định đưa ra luôn cú nộ long cước để rút lui một cách an toàn, tránh việc phải giao tranh một cách tương đối thua thiệt so với đối phương. Ở khu vực cánh dưới này thì đó là con sứ giả được triệu hồi, Sọp cố gắng để ăn sứ giả và anh ta trừng phạt được con sứ giả rất hay. Nó khiến chiêu nó liên tục à, không tôi nói đấy thôi. Thì với cái tình huống mà thất bại trong pha vừa rồi, nó khiến cho LB không cải thiện được nhiều lắm về mặt kinh tế. Anh ta vẫn đang có một sự thua thiệt nhẹ mặt chỉ số lính. Và nãy tôi đã nói về cái vấn đề đó là nếu như thả sứ giả hơi nứt thì cái quyết định nó đặt ra
là thả một trong hai cánh, một là con Kennen nó đang có được lợi thế mạnh ở khu vực trên, hai là thả xuống khu vực đường dưới, nơi mà Felix ở trong giai đoạn hiện tại vẫn chưa có được những lượng chỉ số vào như mong muốn, như cái lượng kinh tế bằng so với lại xạ thủ phía bên kia. Nhưng với một tình huống thả sứ giả Kennen thất bại, nó khiến cho LB ở trong giai đoạn hiện tại vẫn chưa cải thiện được nhiều lắm về cái khoảng cách lính giữa anh ta so với lại một con Felix phía bên kia. Nó sẽ là một trong những cái câu chuyện tương đối khó dành cho Felix. Bây giờ chắc phải trông chờ, có phải trông chờ con sứ giả Kennen thứ hai, để như đường dưới đến từ bên phía của NG có được lợi thế dựa trên câu chuyện là tàn sát tỷ là tác động khá mạnh. Còn không thì cảm giác như là những áp lực từ nãy giờ tạo ra đến từ Felix, tôi cảm giác là nó vẫn chưa đủ có thể khẳng định được là kèo này LB vẫn đang có thể kiểm soát. Pha di chuyển đến từ Sop để tấn công vào Ale và sẽ chỉ đường kia đã đưa ra đến từ Bin rồi. Một cú dịch chuyển tiến đằng sau, Ale đang chờ đợi đó, pha sử dụng chiêu cuối của mình. Bin thì đang cố gắng dẫn dụ Icon đang tới để có thể giữ chân đối phương, là một pha tốc biến đến từ Sop. Tốc biến hơi vội vàng hay chăng đó là một pha tốc biến kết hợp thêm lại. Ôi Ale mất chiêu cuối ai buồn quá. Ale có thể sẽ phải trả giá trong tình huống này hay chăng? Đó là pha khủng lồ quá đối thể bảo kê, nhưng phía này Angel đã tới. Siêu hùng chém thế đang thể hỗ trợ được một tình huống bơi quá mạnh mẽ đến từ Tạc rằng Sop đang phải bỏ chạy ra, sóng âm trúng được hai con người đá và ta bỏ chạy được. Pha vừa rồi Angel không lệnh sóng âm ta, anh ta tiếc cái lệnh sóng âm, ta nghĩ là cái quy đúp nó đủ đam. Anh ta không sử dụng lệnh sóng âm, nhưng mà cú bóng B này kịp hay không? Quy vào, thấy được rồi và Angel chắc chắn cũng sẽ đi bụi theo mà thôi. On bên này hy sinh thì phía bên kia Ale cũng phải trả giá. Đó là một tình huống tấn công lên khu vực đứng trên đến Suning. Tôi nghĩ rằng sự chủ động thuộc về Suning trong tình huống tấn công vừa rồi. Nhưng rõ ràng là Lining cũng đã có những công cụ để có thể phản công với cú dịch chuyển của Icon và thêm cả siêu dáng thế sẵn sàng của Kedaya ở khu vực đứng trên nữa. Mất rất nhiều thời gian để bên phía của Suning có thể tấn công Ale, nhưng họ lại không có được mà hạ gục đó. Và để rồi khi mà đối phương phản công thì họ lại nằm xuống một người, đó chính là hỗ trợ của Suning. Nhưng sau đó là một tiếng bấm B về quá ổn để mất đi hoàn toàn những lợi thế của anh chàng Ale. Đó là một pha xử lý tương đối lỗi của đứng trên bên phía Lining. Đáng nhẽ ra họ đã lời hơn rất nhiều nếu như không phải nằm xuống cái mạng hạng vừa rồi. Cả hai đều rất hài lòng với một khởi đầu chậm trong ván thi đấu này. Tạc Giang kiểm soát sứ giả, Sop sẽ kiểm soát rồng. Rồng sẽ là một đều nhưng sứ giả thì nó là 2-0 cho Tạc Giang. Chỉ có điều là con sứ giả đầu tiên của Lining đã không được thân dụng một cách tối ưu. Nó cũng sẽ là tình huống gọi là gỡ gàng đến từ Sop sau khi để mất sứ giả thôi, nhưng nó cũng là một tình huống khiến cho cái lợi thế ở khoảng ra ban đầu của Lining nó ở con số ít nhất có thể và vẫn đang là một chênh lệch tiền mà tôi nghĩ rằng kiểm soát được đến từ bên phía của Suning đâu đó khoảng chừng 1.000 tiền chênh lệch. Họ vẫn đang có một pha rất khỏe của Han Feng để có thể win vào và thực hiện những tình huống xấu gì ở giai đoạn giữa trận. Và rồng thì cũng đã được ăn đến từ bên phía của Suning một con, nó cũng làm giảm đi cái áp lực đến từ cái linh hồn rồng của đội bên phía Lining. Một ván thi đấu chỉ có 3 mà hạ gục sau 16 phút và có lẽ là cả hai cũng rất hài lòng với thế trận hiện tại. Đặc biệt đó chính là ở trong giai đoạn tại khi mà con sinh ra vẫn đang càng ngày càng khỏe, với cái ngưỡng trang bị của nó đang có thì chắc chắn là phía của Lining họ đang rất là hài lòng. Nhưng cái vấn đề đang nằm ở chỗ đó chính là trong những pha giao tranh từ nãy giờ nó chưa có cải thiện nhiều lắm về mặt kinh tế. LG đang dẫn trước đối phương một mạng hạ gục nhưng nó chưa rơi vào tay đúng người cần lắm. Hồi nãy rơi vào tay của Icon, nếu như nó rơi vào tay của Sinh Giao hay là rơi vào tay của một thành viên, ví dụ như Kennen chẳng hạn, tôi cảm giác là sẽ có một sự an tâm nhẹ nhẹ cho anh xíu của Lining hơn. Nhưng bởi vì rơi vào tay của Icon, người sẽ hỗ trợ và búp liên tục cho Tạc Giang cũng như là cả LB và Ale ở trong khoảng thời gian giao tranh 5 năm thì chưa hài lòng lắm. Chắc có lẽ như Icon cũng không hài lòng lắm với cái màn hạ gục vừa rồi mình vừa ăn, nhưng đó là một pha gọi là phải đánh và ai ăn màn cũng được, bạn phải làm nhanh hết tất cả mọi thứ có thể chứ không chừa cái chiêu thức được. Chúng ta nhớ hồi nãy đó, hồi nãy anh Joe anh ta chừa cái chiêu cuối xong một cái anh ta không dứt điểm được, nó kéo một khoảng thời gian và nó khiến cho Lê Phao vừa rồi phải mất một khoảng thời gian lâu thì anh ta mới nằm xuống. Một tình huống rồi, di chuyển ra khu đường giữa đến tiếp Sop để hỗ trợ thêm cho Angel trong việc đẩy. Đây cũng chỉ là tình huống tôi nghĩ rằng bên phía Suning gìn giữ với bên phía Lining ở một thời điểm mà cũng không có nhiều mục tiêu để tranh chấp mà thôi. Việc đánh nhau diễn ra ở thời điểm này nó sẽ là điều tương đối khó vì cũng không còn nhiều mục tiêu nữa. Đúng là Icon cũng đã hơi tiếc khi mà anh ta là người sở hữu cái ma gục đó chứ không phải là Shinja của Tạc Giang hay là ai đó có khả năng carry tốt hơn đến từ bên phía của RNG. Nhưng ít nhất là hiện tại thế trận đang nghiêng về bên phía của Lining là tương đối tốt khi mà Bin đang có định Oni khu đường trên nhưng bị trả chiêu cuối ngược trở lại. Bin Owen quá sai và anh ta phải trả giá bằng mạng hạ gục của mình. Wow. Có vẻ như đây là một phong cách đánh không thực sự quen đối với Bin thì phải. Một ván thi đấu diễn ra quá chậm và sự bình tĩnh đến từ Bin đã không còn nữa rồi. Red team's turret has been destroyed.
để coi trong giai đoạn sau Bin có giảm tải cái sự nóng của mình hay không. Nhưng mà quan trọng hơn là với các bạn hạ gục vừa rồi thì các thành viên của LNG ở giai đoạn hiện tại họ đã có được những điều họ cần. Bản thân những công trình từ nãy giờ họ có được con sứ giả khí nước đầu tiên, họ muốn khai thác nó bằng cách có thể lấy được cái trụ một. Nhưng mà đáng tiếc thay từ nãy giờ nó không có, câu chuyện đó xảy ra bị gỡ khá nhiều thứ cho nên họ tương đối khó. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác, không chỉ là LB có được cái trụ mà ngay cả bây giờ cái trụ một khu vực đường trên cũng đã bị bào mòn đi, trụ rất là lẹ. Bin pha này nếu như bấm B về xong dịch chuyển ra lại, tôi không biết là Bin có thể làm được trong khoảng thời gian cái trụ còn tồn tại hay không. Nhưng mà cái pha đó chắc là cũng có một vài lý do, anh ta hơi gấp rút quá, nó khiến cái mạng hạ cục nó rơi vào tay của Ale, cũng là một trong những điều mà chắc chắn là bên phía của Sư Điên không muốn tí xíu nào cả. Một tình huống solo thua dẫn đến bối cảnh là anh ta mất luôn trụ một khu vực đường trên cộng với mất mạng rơi vào tay của anh chàng Ale. Tôi nhìn không nhầm thì trong pha vừa rồi anh ta chỉ kịp đưa ra hai lần chiêu cuối mà chưa kịp đưa ra lần nhưng mà pha này có thể giữ chân hay chăng. Xe chỉ luồng kim tung ra tất cả sát thương đang dồn vào người Ale, kịp sống hay không đây, anh ta vẫn đang bỏ chạy chứ không được, xe chỉ luồng kim và cuối trúng rồi, và lại một lần nữa Icon chạy lên cứu nhưng mà cứu không kịp. Sủ Niên có được mà hạ gục khá quan trọng ở trong giai đoạn khá nhạy cảm như thế này. Sập lần này có cản được không đây, anh ta làm tất cả mọi thứ để có thể cản được nhưng tôi nghĩ là sập bỏ chạy được mà thôi, còn con sứ giả khe nước này vẫn chưa thấy cái tác động của nó. Bây giờ đã có được rồi, hút được, nhưng cái vấn đề ở chỗ là chưa lấy được cái trụ sống hơi dài. Sống dài đã thành huyền thoại hay chăng đây, đó có thể là một cái trụ hiện tại nếu như nó trụ được cho tới phút thứ 25. Còn On vẫn tâm biến bỏ chạy sau khi thấy Icon, tại vì Icon mà hóa thú thì cũng không có cửa để cho người chơi hỗ trợ anh phía của Sinning có thể bỏ chạy được. Mất tương đối nhiều tài nguyên của Suning để có thể phòng thủ trụ một khu vực giữa với hai cái tốc biến của cả Sọp lẫn cả anh chàng On và cả Hoan Phương nữa. Thì tính ra họ đã mất đi tới 3 cái tốc biến trong tình huống phòng thủ trụ vừa rồi. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một con rồng nguyên tố được bỏ đến từ Suning. Việc mất đi quá nhiều tốc biến sẽ khiến cho họ không có đủ cơ sở để có thể giao tranh ở tại con rồng nguyên tố thứ 3 của ván đấu mang nguyên tố đất. Nó sẽ là một lợi điểm cho bên phía của Li Ning trong việc có được 3 trụ sớm hơn so với phía của Suning. Trước đó chúng ta đang xem được lại một tình huống replay mà Hoan Phân cũng đã là người mất tốc biến cho tình huống đứng ở tại khu đường giữa để có thể phòng thủ. Tôi đồng ý anh ta đang farm tốt cộng với một lượng trang bị cũng không hề ít, nhưng với những tốc biến mất đi nhiều đến như vậy thì liệu rằng giao tranh có phải là một liệu pháp an toàn ở thời điểm này hay không? Họ có dám vịnh vào một cái xoáy đến từ Angel để có thể tạo ra một pha giao tranh đột biến hay không đây? Thật ra cơ bản mà nói thì Angel từ nãy giờ không có thọt, anh ta đang có một lượng chỉ số farm ổn, kết hợp thêm đó chính là một KDA vừa đủ đẹp cho một con Orianna. 1-0-0 không nào xuống bất kỳ lần nào, quá đẹp. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là không có nhiều tốc biến lắm, Suning vẫn muốn đánh, họ đang rất tham vọng với con rồng này. Sọp đang bị tấn công, sợ phải lùi ra. Tặc răng đang tiến tới rất gần phía cánh này thì Ale đang chờ đợi cho pha sử dụng cái bỏ sấm sét của mình. Rồng đang được ăn và Angel đang tới đất, On cũng đang tới rất gần rồi. On và Sọp hai người không có tóc biến, Bin cánh này đang muốn che Ale lại. Ale góc này di chuyển cho hơi khó khăn tí xíu, anh ta có tóc biến, cái sự bất ngờ là có đấy, nhưng cái góc vòng vừa rồi nó hơi khó dành cho người chơi đường trên. Rồng vẫn đang được tác động bởi tặc răng, Sọp đang thu một cấp độ, Sọp đang muốn làm tất cả gì có thể. Sọp tấm âm trúng, bay vào đá hay không đây, quyết định là không bay vào đá. Một tình huống lao vào tấn công, lợi sóng âm đang chờ đợi sẵn. Enzo đang bị đối phương tác động quá nhiều thứ vô vào người của Enzo, và Enzo phải trả giá. Sọp đang phải bỏ chạy, Bin sẽ nằm xuống, tiếp theo sẽ lon 5-2 cho các thành viên của LNG, cộng thêm con rồng quá xứng đáng dành cho họ. Có lẽ sẽ là thêm một con Baron nữa dành cho bên phía của Suning, không chính xác là dành cho bên phía LNG khi mà Suning đã quá tham lam trong tình huống tranh chấp rồng vừa rồi. Họ không có nhiều lượng tài nguyên để giao tranh đến như vậy. Thậm chí giao tranh xong mà chúng ta đã thấy có tới hai cái tốc biến đến từ bên phía Li Ning vẫn còn nguyên, đó là tốc biến của Icon cộng với tốc biến của cả LP. Họ không cần đến những cái tốc biến này để có thể có một tình huống giao tranh thắng, và Baron cũng sẽ có sớm dành cho bên phía của Li Ning. Tôi nghĩ rằng có lẽ ván thi đấu thứ 3 đang đến rất gần với cặp trận BO3 này rồi. Những nỗ lực đến từ Sọp và cả Hoan Phương trong việc tranh chấp con Baron đầu tiên của ván đấu với bên phía Li Ning. Tặc răng di chuyển lên cánh trên để có thể đẩy lui Sọp ra, và anh ta sẽ xuống khu vực hai Baron bằng cách nào đây? Một cú lệnh sông âm, tặc răng đang khá yếu ớt và anh ta đã phải trả giá trong tình huống này. Baron vẫn đang đấy, khoan từ nha, Bin đang tới phía cánh này. Baron dành cho ai? Baron dành cho các thành viên. Để coi đứa nào mà. Baron cho các thành viên của LNG. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là họ có thể còn sống với toàn bộ những con Baron hay không? Họ đang mất 4. Và có thể LB sẽ là người đi theo. Pha này hy sinh hơi nhiều, bấm B về được hay không? Đây sóng âm đang chờ đợi sẵn. Ai cho bấm B về? Sọp có một pha sử dụng nào trước, Sọp có thể sẽ phải trả giá ai chăng? Đúng là như vậy. Bin cắt chết được Aphelios trong tình huống vừa rồi, và đó là 7 đều trên phía của Suning cộng theo pha quét sạch. Như vậy là tình huống đánh này đến từ LNG, họ mất đi con Baron rồi. Họ có được con Baron nhưng họ mất đi con Baron. Nếu như có được cái nhận định gì đó sau pha Baron vừa rồi, tôi chỉ nhận định một điều là LNG có được lượng tiền 300 đồng. Ngoài ra thì đó là một tình huống Baron lỗ dành cho các thành viên của LNG. Baron đang lỗ ở khoảng chừng 500 tiền.
À, tôi vừa được xem cái Baron Powerplay của bên phía Li Ning thì họ đang có một con Baron âm khoảng chừng 500 tiền trong tình huống bà bị Suning gỡ hết lại tất cả. Đó là một tình huống mà tắc răng, tôi không hiểu tại sao anh ta lại nhảy lên phía trên để có thể... Anh ta nằm xuống rất nhanh Không nha. đúng ạ. Và rất may nha, tôi nghĩ rằng đó là một tình huống thực sự may mắn dành cho bên phía của Li Ning khi họ có được con Baron. Sai lầm đến từ tắc răng trong việc cố gắng khép góc sầm, đáng nhẽ ra chỉ nên để một cho đến hai thành viên không phải là tắc răng đứng ở cánh trên mà thôi. Nhưng rất may cho họ là con Baron thuộc về cho Ale. Ale đã có một tiếng dứt điểm được Baron, chứ nếu như nó thuộc về Vin hay là sọt xuống sớm hơn một nhịp với con Lee Sin của anh ta thì kịch bản đã có thể sẽ khác đi rất nhiều. Nhưng nó cũng là một tình huống mà rất may cho bên phía của Suning là họ cũng đã ngăn cản được con Baron đầu tiên của ván đấu, chứ nếu như họ để mất con Baron đó từ 3 cho đến 4 mùa lại Baron thôi thì ván đấu có lẽ cũng đã khép lại bên phía của Suning rồi. Và bỗng nhiên ván đấu được đẩy về một thế tương đối cân bằng, chênh lệch tiền chỉ còn lại đâu đó khoảng chừng 1.000 tiền nghiêng về bên phía của LNG. Và tôi nghĩ chênh lệch này thì vẫn còn những cơ sở để Suning có thể giao tranh với bên phía của LNG, đặc biệt là khi những tốc biến đã hồi lại sớm hơn đến từ bên phía Suning ở cả sọp lẫn cả hoàn phần nữa. Tôi cảm giác là được đó, tại vì pin ở giai đoạn này hồi nãy là pin ăn mấy mạng, tôi nhớ là pin hồi nãy cắn cũng được một vài mạng rồi, nó khiến cho cái tình huống mà nằm xuống ở trong khoảng thời gian đầu của pin nó không gỡ, nó không khiến cho anh ta gặp khó khăn ở trong giai đoạn này cho lắm. Đó cũng là một trong dấu hiệu ổn dành cho phía Suning, ít nhất trong những tình huống như thế này bạn có được một pha quét sạch, nó cũng là một trong những dấu hiệu để có thể giúp cho bạn ổn định lại mức độ kinh tế. Cái khoảng cách 1k tiền vẫn là một khoảng cách thật ra mà nó vẫn khá là mỏng manh, nó có thể giải quyết bằng đúng một pha giao tranh mà thôi. Cái đó chúng ta chưa thể nào có thể khẳng định được là ở giai đoạn hiện tại đội nào đội lợi thế hơn trong những tình huống giao tranh đó. LB không có tốc biến và Icon cũng không có tốc biến, Tặc Giang và Ale cũng tương tự như vậy ở trong giai đoạn này. Nên nếu như mà muốn một tình huống giao tranh, tôi cảm thấy như LG phải đợi cho cái thời điểm mà những phép hỗ trợ đó hồi lại cái đã, rồi khi đó họ mới có thể đánh tiếp được. Và như vậy là họ sẽ cho bên phía của Suning thêm một khoảng thời gian nữa để có thể farm cũng như là có thể cải thiện thêm mặt trang bị. Tôi vẫn đánh giá rất cao cái đội hình giao tranh tổng đến từ bên phía của Li Ning. Nếu như họ kết hợp tốt với những tình huống giao tranh tổng bằng siêu hùng thắng thế, bằng ánh trăng dẫn lối, bằng những tình huống bán nguyệt thương, rồi thêm cả những tình huống băng vào của con Kennen của Ale nữa, họ vẫn đang sở hữu một đội hình có được tương đối nhiều những cái chiêu cuối cực kỳ mạnh để giao tranh tổng với bên phía của Suning. Nhưng sự đột biến đến từ đến bên phía Suning là có. Họ có những tình huống cấu gì ở trước thềm giao tranh, họ có những lệnh sóng âm đến từ Angel cũng khá uy hiếp, họ có những tình huống insect đến từ sọp với con Lee Sin. Và họ có một con Gwen đang xanh trở lại. Đặc biệt là khi Bin đang sở hữu nhiều mã hạ gục và anh ta đang có lượng đồ như thế này, thì kèo đấu đầy lẻ tôi đang cảm giác như anh ta sẽ là người có phần nhìn hơn so với Ale. Xét về chất tướng thì tôi thấy rằng Bin đang là người có chất tướng nhỉnh hơn, vì rõ ràng chất tướng của một Kennen sẽ là chất tướng giao tranh tổng nhiều hơn. Và Sop tiếp tục bị tấn công bởi Tặc Giang. Sop đang có những tình huống đẩy đối phương ra để tránh trong một trường hợp đối thủ có thể bắt mình lại bằng cái siêu hùng giáng thế được đáp xuống bởi một con Galio đang đứng rất là gần đó nữa. Không muốn một tình huống nó xảy ra, cho nên việc bỏ là hợp lý mà thôi. Bây giờ con rồng đã ra, và trước khi con rồng ra, chúng ta cùng điểm danh lại cái phép hỗ trợ Icon thời điểm hiện tại. Tốc biến cũng chuẩn bị hồi lại rồi đây. Còn trong khi đó thì LB cái tốc biến thêm một khoảng thời gian nữa, tôi cảm giác như nó sẽ không thể nào phục hồi đủ ngay thời điểm mà con rồng ra. Cho nên LG họ muốn chủ động có được con rồng này rồi sau đó có thể tính cái câu chuyện rút lui ra hoặc là đánh úp sượt trở lại. Còn trong khi đó thì Suning phía cánh này kia ra đã bị lộ vị trí của mình rồi. Bin cánh này đang tới, sọp sóng âm trúng chưa thấy bay vào đá, những đồng hồ rất là sớm rồi. Khi Eja LB đang tới rất gần, xe chỉ luồng kim tung ra sát thương vô vào khá bất ngờ, và Kia đang phải lùi ra sống âm trúng nó từ sập, nhưng ta không có nổ lông cước, nó khiến cho bên phía của Suning không có được nhiều góc độ đánh đẹp lắm để họ có thể thiết lập một pha giao tranh ổn bằng một cú đá về để từ sập được. Chính xác là việc không có độ lông cước đã khiến Suning không còn nhiều những công cụ để có thể tiếp tục giao tranh với bên phía của Li Ning nữa. Giống nguyên tố thứ tư của ván đấu thuộc về bên phía Li Ning, đó là dòng đất thứ hai mà họ có được cộng với một con rồng lửa trước đó họ đan được, thì họ đã có tới 3 rồng, ngưỡng 3 rồng ở thời điểm này đang là một lợi thế cho bên phía của Li Ning. Trong một cái đình đánh sang tranh tổng mà họ có thêm linh hồn rồng đất với 3 rồng đất, nó sẽ là một trong số những cái sức mạnh được gia tăng thêm rất đáng kể dành cho đội bên phía của Li Ning. Nhưng lượng sát thương đến từ Suning cũng bắt đầu nhiều rồi nha. Các bạn vừa được xem một pha quy đức nhẹ nhẹ đến từ Angel là nửa cây máu của Icon, cộng với cái lượng trang bị hiện tại của chủ lực khác của Suning chính là anh chàng Hoan Phong, thì Hoan Phong đang có được 3 món trang bị rưỡi. Đây là một Varus farm rất ổn theo thời gian, và lượng sát thương đến từ chủ lực của Suning vẫn đang được đảm bảo. Chỉ là những tình huống mở giao tranh của họ sẽ phụ thuộc tương đối nhiều vào on cũng như là cả những tình huống băng vào để tự sọp nữa. Và đặc biệt hơn là trong tình huống những pha mà trước khi bước vào cái thềm đánh nhau, họ cần phải đầy đủ cái lượng chiêu cuối của mình để tránh một trường hợp như vừa rồi khi mà cái nổ lông cước đến từ một con Lee Sin không thể nào phục vụ được. Đó là một tình huống mà nếu như Lee Sin có một pha đá về, tôi cảm giác như Suning sẽ gỡ được một mạng hay gục hai mạng hay gục gì đấy, nhưng bởi vì bạn không có được cái nổ lông cước, bạn không có một pha đá về thì tương đối khó để bạn có thể dứt điểm được đội hình của LNG.
Bây giờ khi chiêu cuối đã hồi lại, ngay thời điểm này nó vẫn là thời điểm mà bên phía của Suning sẽ tiếp tục kéo dài thời gian. Ít nhất á, là việc bạn có được con rồng gió nó gỡ đi một phần nào đó cái ngưỡng rồng đến từ LG. Nếu như không có được con rồng gió trong khoảng thời gian đầu, tôi cảm giác như cái ván thi đấu này nó đi xa lắm rồi. Nhưng bởi vì một tình huống quét sạch kết hợp thêm là bây giờ LG vẫn chưa có được con rồng rồng linh hồn của ván thi đấu, nó kéo dài thêm một khoảng thời gian, đó sẽ là khoảng thời gian tôi cảm giác như nó sẽ rất quý báu để giúp cho các thành viên của Suning có thể tiếp tục nâng cao trang bị. Còn trong khi đó LG cũng tương tự giống như vậy, họ đang cần một con Avelius cực kỳ nhiều đồ. Nếu như Avelius mà chỉ ngưỡng hai món thôi cảm giác nó vẫn chưa đủ lực lắm, mà nên nhớ món trang bị thứ hai là cái súng hải tặc nữa. Nếu như có món trang bị thứ ba gia tăng thêm về khả năng gây sát thương nữa, khi đó đây sẽ là con Avelius cực kỳ lỗ và rất đáng nể. Hiện tại thì Lining đang đặt nặng cái lượng tâm nhìn của họ ở quanh khu vực hang Baron nhiều hơn. Rồng thì cần tới hơn 2 phút nữa. Và việc sở hữu đội hình có sinh ra cộng với Aphelios là một đội hình tôi nghĩ rằng có khả năng ép giao tranh ở tại Baron là rất tốt. Lượng sát thương của họ hoàn toàn đủ để có thể rush Baron. Suning bắt buộc phải duy trì cái lượng tâm nhìn ở đây để có thể tránh việc đối phương ăn lén của Baron một cách chóng mặt. Vừa rồi là tình huống quy đất rất tốt của Angel. Lượng sát thương đến từ con Ariana, 3 món trang bị của anh ta là thực sự lớn và khoảng trống được tạo ra cho Bin. Rõ ràng đầy lẻ không lại nên bên phía của Liên Ninh bắt buộc phải ép giao tranh rồi. Đúng. Họ phải làm chuyện này mà thôi, ngoài ra thì họ không còn cách nào khác cả. Và Baron vẫn còn ở trước mặt để xem pha sóng mâm đến từ Sập đang chờ đợi sẵn. Sóng mâm trúng mọi người có tạc răng rồi. Nước khiến tạc răng phải di chuyển ra. Hãy sự xem sự bất ngờ được Sập không có. Ngược lại Angel đã bị tấn công và phải chết. Tiếp theo Sly hoàn phân đã bị nhắm bởi tạc răng. Bin đang cố gắng cắt nhưng có lẽ như Bin cắt không nổi, đang phải sử dụng đồng hồ. Sập sóng mâm nhưng tạc răng vẫn còn đồng hồ. Và Bin sẽ phải nằm xuống. Aphelios này đang càng ngày càng lỗi hơn. Và các thành viên của LG họ đang quay trở lại với khu vực hang Baron. Lính khu vực địa dưới vẫn đang đẩy, những khu nguyên tiếp tục hành phân có thể tận dụng được. Nhưng đây là một đội hình quá dày về mặt máu đến các thành viên của LG. Người đang bị nhắm đến là Sập, LG bắn vẫn đang rất khỏe. Sát thương chưa đủ với chiếc điểm Sập nhưng bắn vẫn khá là thốn. Baron vẫn đang cắn vào người của tạc xăng, những khu nguyên tiếp tục hành phân chưa đủ sự chuẩn xác lắm. LG vẫn đang rất nỗ lực trong công trình phá hủy cho bằng được con Baron. Sập vẫn còn đó một cú sóng âm vừa rồi trúng nhưng tôi cảm giác như là hơi khó để bay vào đá. Kia đang quay trở lại đánh, attack kill kích được hai thành viên nhưng không ai hỗ trợ cho Kia. Cảm giác Kia sẽ đi bụi, đúng là như vậy, nhưng Baron vẫn đang được giữ. Quy đến từ Hanh Vân đã đủ sự chuẩn xác rồi, Angel đang chờ đợi cho pha dịch chuyển lại nhưng không có bắt. Nó khiến cho Suning không thể nào có được bất cứ một tình huống tạo được sự bất ngờ dựa trên một pha dịch chuyển từ Angel. Đó là tình huống giao tranh cực kỳ hay đến từ phía của LNG. Họ đánh rất chủ động, sau khi ép Baron thấy Bin dịch chuyển ra thì họ lập tức mở giao tranh với một tiếng mở giao tranh mà Angel có một tình huống mà anh ta quy đứt vào trúng rất nhiều thành viên đối phương và tôi thấy rằng đối phương đã co cụm lại ở ngay trước khu vực hang Baron. Nhưng Angel lại chưa quyết định đưa ra cú lệnh sóng âm của mình quá sớm. Và để rồi khi anh ta bị dính hàng loạt hiệu không chế thì anh ta nằm xuống mà không kịp đưa ra lệnh sóng âm. Đó là một chiêu cuối rất quan trọng trong tình huống giao tranh tổng vừa rồi mà Suning đã không để thể có thể triển khai một cách nó xuất sắc nhất có thể. Việc mất đi Angel quá sớm khiến Suning không có đủ khả năng giao tranh tổng với bên phía của Li Ning nữa. Mất đi Baron cộng với mất đi rất nhiều ma gục đang là một thế trận cực kỳ tệ dành cho Suning. Với Baron thì bên phía Li Ning hoàn toàn có thể đẩy và hướng đến linh hồn dùng đất. Họ đang sừng sững cơ hội để có thể lấy được con rồng đất với còn khoảng hai mấy giây nữa. Nó cũng là khoảng thời gian mà Baron vẫn còn đang tồn tại. Lính khu vực cánh dưới này, lính ép dành cho bên phía của LNG, họ đang có được một đội lính rất to. Và cơ hội để cho họ có thể có những tình huống tranh cướp ở ngay khu vực hang rồng này vẫn đang sừng sững. Nhưng vấn đề đảm chỗ đó là con sinh dao này đang đi khá xa. Và với cái lượng sát thương khổng lồ tôi cảm thấy trên phía của Suning họ vẫn có thể rush được Baron. Nhưng bây giờ Tạc Sang đã tới rất gần. Đây là pha bắt lẻ. Đồ lông cước đến từ sau vừa rồi đẩy kia ra vào bên trong tường. Tạc Sang phía cánh này đang có thể tới để có thể hỗ trợ được. Nhưng quyết định của Tạc Sang sẽ đi đâu đây? Anh ta quyết định là có thể tấn công xuống khu vực hang động như thế này dựa trên cái hạt không nổ. Sọp đánh được vào hạt không nổ và các thành viên của Suning họ đang chủ động vào bên trong khu vực hang động. Và LB có một pha sử dụng chiêu cuối kết hợp thêm pháo động trường khá ổn. Tạc Sang W không chuẩn. Bin đang phải sử dụng đồng hồ, O đang rất yếu máu. Bin bơi vào quá sâu và anh ta phải trả giá bằng mạng hạ gục của mình. LB tầm này bắn thốn lắm rồi. Dịch chuyển đến từ Kenna đã không bình giữa để có được một tình huống sử dụng chiêu cuối chặn đầu đối phương lại. Ale khá ổn, nhưng hãy nhìn cảnh còn lại, hãy nhìn kìa, đó là một con Galio ôm được quá nhiều cái Angel. Bây giờ đã sử dụng lệnh sấm âm, nhưng có lẽ là quá trễ rồi. Angel đã phải trả giá bằng những tình huống rời trước đó quá lội của mình. Bây giờ anh ta đã phải nằm xuống 12-9. LNG họ sẽ end cái ván thi đấu thứ hai này. Với Budapest thì họ thả sức đẩy vào khu đứng giữa mà không hề quan tâm đến con rồng nguyên tố cuối cùng của ván đấu này. Nó sẽ là một tình huống đẩy thẳng để kết thúc ván đấu với thời gian đấu số đang là rất lâu dành cho bên phía của Suning. Tình huống giao tranh tổng bất lợi cho bên phía Suning trông thấy khi mà họ mất đi chiêu cuối của Sọp nhưng không thu lại được quá nhiều lượng tài nguyên đến từ bên phía của LNG. Và đây sẽ là tình huống tấn công quét sạch bên phía Suning để có thể kết thúc ván đấu của Lý Ninh. Một ván thi đấu mà các thành viên của LNG đã có được những lợi thế vô cùng lớn ở trong khoảng thời gian đầu khi họ dứt điểm được Sọp, và sau đó những con sứ giả khai nước, những con rồng nó rơi vào tay của họ một cách rất nhẹ nhàng. Còn trong khi đó thì Suning cái lệnh sóng âm là một trong những thứ rất quan trọng, nhưng mà
Angel có hai pha khá trọng yếu mà ta không sử dụng, nó khiến cho cái ván thi đấu vừa rồi nó tuột khỏi tay đến từ Suning của tốc độ rất chóng mặt ở trong giai đoạn sau. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem sau ít phút nữa khi ván thi đấu thứ 3 được diễn ra thì đội nào sẽ đội giành được chiến thắng chung cuộc.